Đây là chợ đêm Hà Khánh đây các bạn nha. Hello, chào mọi người nhá. Đây, chợ đêm Hòa Khánh đây các bạn ơi. Đây là hiện tại là 9 rưỡi rồi mà vẫn còn đông nghẹt à. Đấy là vẫn còn đông nghẹt đấy các bạn. Chín rưỡi ngày 27 Tết. Ngày 27 Tết. Mà chợ đêm Hòa Khánh vẫn còn đông nghẹt người. Người mua. Bởi vì chợ đêm Hòa Khánh là tụ tập những công nhân, sinh viên. Nên người mua họ tập trung là đi ban đêm. Để các bạn thấy. Chín rưỡi vẫn còn đông người mua bán. Chợ đêm Hòa Khánh đẹp thế đây. Đêm 27 Tết. Đêm 27 Tết. 9 giờ rưỡi đây các bạn. 9 giờ rưỡi vẫn còn đông người. Vẫn còn đông người mua. Ở đây lấy luôn à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đã ra đi lặng lẽ khi đêm hè sang. Buồn làm chi em ơi, hết duyên cùng nhau. Chờ đêm của Khánh đây.
khánh đông ngạc người người luôn